Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 9 Em duy trì quan hệ bạn bè. Vở bài tập môn đạo đức lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 41 nào. Ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Nêu cách duy trì quan hệ bạn bè được mô tả ở trong trong tranh. À, như vậy người ta sẽ cho mình những cái bức tranh ở đây, bốn bức tranh đúng không nào? Chúng ta sẽ nêu cái cách mà duy trì. Rồi, như vậy đây chúng ta bức tranh số 1 này. Thì cái bạn nữ này, bạn ấy đang là gọi điện thoại, đúng không? Bạn nói là chào Mai, bạn đã khỏi bệnh chưa? À, như vậy thì tức là gì, cái bạn của bạn này là bạn Mai đang bị gì, bị ốm, hay miền Nam các em gọi là gì, bị bệnh đó, đúng không nào? Vậy thì cái cách duy trì ở đây là gì các em nhỉ, là gì nhỉ? À, là hỏi thăm, đúng không? Hỏi thăm bạn, bạn gì, bạn Mai khi bị gì, khi bị ốm đấy, hay là gì, ở trong miền Nam các em gọi là bị bệnh nhá. Ok, rồi bức tranh số 2. Chiều nay chúng mình cùng đi chơi nhé. Đấy, như vậy thì bạn này rủ hai cái người bạn của mình là chiều nay chúng ta cùng cùng đi chơi. Đấy, như vậy thì là sao nhỉ? Cách duy trì đây là gì? Rủ bạn cùng đi đi chơi vào buổi gì, buổi chiều. Ok chưa, xong nhá. Rồi sang bức tranh số 3 nào. Bức tranh số 3 ở đây là các bạn đang tập múa, đúng không nào? Anh nói này, chúng ta cùng cố gắng múa nhé. Đấy, như vậy thì cái cách duy trì ở đây là gì? Động viên, đúng không? Đấy, động viên. Rồi khuyến khích. Đấy, động viên khuyến khích, đúng không? Các bạn để cùng nhau gì nhỉ? Cùng nhau múa. Được chưa? Rồi, và bức tranh thứ tư. Mình giúp bạn đi lấy nước nhé. Đấy, như vậy thì cái bạn này đang là tưới tưới rau, đúng không? Cây cây cải bắp này này. Đấy, vậy thì đến đây là sao nhỉ? À, đã chủ động. Chủ động gì? Giúp đỡ bạn để cùng gì nhỉ? Cùng lao động. Cụ thể ở đây đi, giúp đỡ bạn khi mà tưới tưới rau. Ok, xong chưa? Rồi, như vậy mình đã hoàn thành bài số 1. Sang bài tập số 2, người ta yêu cầu là gì? Sưu tầm những câu chuyện có nội dung về duy trì xây dựng tình bạn đẹp, sau đó rút ra bài học về tầm quan trọng của việc duy trì. Như vậy các em sẽ sưu tầm cho thầy những cái câu chuyện, hoặc là gì, có thể là cái câu chuyện mà mình đã được học, được đọc, được nghe. Đấy, người ta cho ví dụ này. Ví dụ câu chuyện cậu bé và con sò trong sách Quà tặng cuộc sống, nhà xuất bản Thế giới năm 2018. Thì bài học ở đây là chúng ta sẽ không thể duy trì tình bạn nếu không biết trân trọng, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Đấy, như vậy đây là cái người ta đã làm mẫu cho mình. Ok, như vậy mình sẽ có những câu chuyện nào nữa? À, ví dụ những cái câu chuyện là gì? Một cái bạn bạn nam là cõng bạn đến trường, đúng không? Cõng bạn đến trường. Đấy, vậy thì đây là một câu chuyện cõng bạn đến trường.
Đấy, cõng một cái người bạn, chúng ta ghi rõ đi, cái người bạn này bị làm sao? Cõng bạn bị, rồi từ từ được nhá, để thầy xử lý cái lỗi này đã nào. Cõng cái người bạn bị khuyết tật đến trường. Đấy. Cõng cái người bạn là bị này khuyết tật đến trường. Khuyết tật đến trường trong gì? Trong nhiều năm học. Đấy. Như vậy thì cái câu chuyện này á là cái bạn này bạn cõng bạn của mình đến trường trong rất là nhiều năm học, và khi mà đến kết thúc năm học lớp 12 thì cả hai bạn này đều đều lại cùng thi vào một ngôi trường mới nữa, đó là trường đại học, đại học Bách Khoa, các em, Bách Khoa Hà Nội nhá. Đấy, và hai bạn đó bây giờ vẫn lại tiếp tục làm bạn ở cái mái trường đại học nha các em. Như vậy thì cái bài học mà chúng ta rút ra được ở đây là trong cái câu chuyện này á, là chúng ta làm sao nhỉ? Bài học về tầm quan trọng của duy trì á, là chúng ta phải luôn luôn làm sao? Luôn biết trân trọng rồi giúp đỡ chia sẻ rồi với ai? Với cái người bạn mà không được hoàn hảo lắm, đúng không? Bạn bị khuyết tật, với cái người bạn bị gì? Bị khuyết tật của mình, để làm sao nhỉ? Để bạn được gì? Được hòa nhập và được phát triển nhá. Vậy thì đấy là một câu câu chuyện, được chưa? Rồi, ngoài ra thì các em có thể có những cái câu chuyện khác nữa ở gì, trong sách, trong báo, đúng không? Ở ngoài thực tế mà chúng ta cũng đã từng gặp. Chẳng hạn như câu chuyện gì các em nhỉ? Câu chuyện gì? Chẳng hạn như là một cái câu chuyện nữa về tình bạn đó. Đó là câu chuyện mà cô chủ không biết quý tình bạn. Đấy. Chờ, như vậy thì câu chuyện này ấy, thì các em có thể xem và đọc ở trong trong thư viện của chúng ta. Đó. Đây là theo Valentine Oceva trong cái phần kể chuyện của lớp 3 nha, lớp 3 nha các em, thuộc nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ok, như vậy thì qua cái câu chuyện này này thì rút ra một cái bài học, đó là chúng ta phải biết trân trọng tình bạn. Rồi, những cái thứ xung quanh mình, những thứ mà xung quanh mình chung trân trọng tình bạn. Rồi, những cái thứ xung quanh mình nếu không, và những thứ xung quanh mình, được chưa? Nếu không thì bạn cũng sẽ chẳng còn còn gì. Trân trọng tình bạn và đi, và những cái thứ xung quanh mình đó. Nếu mà không trân trọng thì tình bạn cũng sẽ làm sao? Cũng sẽ không còn được. Tình bạn cũng sẽ là không không còn.
Ok, vậy thì đây là cái câu chuyện, các em phải đọc câu chuyện này thì chúng ta mới mới hiểu và mới nắm được, được chưa nhỉ? Đấy, như vậy đây thì đây là hai cái thầy đưa ra để cho chúng ta tham khảo nhé. Rồi, sang bài số 3, xử lý tình huống. Mình có tình huống số 1 này. Trong hội khỏe phù đồng em đoạt giải nhưng bạn cùng lớp thì không. Em sẽ động viên và an ủi bạn thế nào? À, nếu mà vậy thì chúng ta sẽ không là gì? Không là huênh hoang đúng không? Không làm cho bạn này càng càng tủi hơn đúng không? Thì em sẽ làm sao? Em sẽ khuyên khuyên bạn là chúng mình sẽ cùng cố gắng luyện tập để giải sau hay là gì, để cái lần tham gia sau đúng không? Đấy, lần tham gia sau thì cả hai chúng ta cùng có gì, có giải được không nhỉ? Đấy, có thể bạn của mình không đạt giải vì cái lý do nào đó, có thể chấn thương hoặc là về tâm lý hoặc về sức khỏe đúng không nào? Rồi, tình huống 2 nào. Một bạn trong lớp em bị ốm nên không thể đến trường, thì em sẽ hỏi thăm và giúp đỡ bạn như thế nào? Quá đơn giản đúng không? Em có thể là gì? Em sẽ gọi điện hoặc là đến gì? Đến nhà, đến đến trực tiếp nhà bạn. Đấy, có hai cách đúng không? Đến trực tiếp nhà của bạn để gì? Để hỏi thăm đúng không? Giúp bạn gì? Giúp cho bạn vui, mau khỏe bệnh hơn. Đấy, ok. Rồi, trong tình huống số 3 nào. Em thấy một người bạn trong xóm đang thu dọn rác một mình, thì em sẽ giúp đỡ bạn như thế nào? Dễ ơi là dễ đúng không? Em sẽ làm sao? Em sẽ cùng thu dọn rác với gì? Với cái bạn trong xóm đó. Được chưa nhỉ? Dễ quá rồi còn gì nữa. Rồi, tình huống 4 nào. Bạn thân của em chuyển đến nơi khác sinh sống, em sẽ làm gì để duy trì tình bạn ấy? À, khi bạn đã chuyển đến nơi khác tới thì chúng ta sẽ thường xuyên giữ gì? Giữ cái liên hệ đúng không? Liên lạc với bạn. Đấy, thường xuyên là giữ liên lạc với bạn của mình, được chưa? Và có thể là hẹn bạn là vào mùa hè thì em sẽ lên gì, lên chơi, hoặc là bạn sẽ về nhà em chơi, được không? Đó, em sẽ đến thăm đi, chúng ta không biết bạn ở đâu mà lên mới xuống đúng không nào? Ok, rồi sang bài tập số 4 nào. Kể lại những lần em kết bạn thành công với người bạn mới, sau đó đề xuất cách duy trì mối quan hệ với các bạn ấy. Trong gợi ý ở đây, như vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ tự liệt kê ra những cái lần mà chúng ta làm quen đúng không nào? Thông tin của người bạn mới này, tên trường, tên lớp, ngày sinh, sở thích, đặc điểm. Đó, vậy thì phần này các em có thể tự nêu nhé, được không nhỉ? Rồi, và chúng ta sẽ viết suy nghĩ sau cái bài học này. Là sau cái bài học này thì em học được những cái gì? Dễ không? Quá dễ được không? Chúng ta sẽ học được là cách duy trì quan hệ bạn bè, được chưa nhỉ? Ok. Vậy thì giờ tôi mới hỏi vì sao chúng ta cần duy trì quan hệ bạn bè? À, vì sao nhỉ? Vì sẽ giúp cho chúng ta
như nào? Có thêm những cái sự chia sẻ, những cái chia sẻ niềm vui, đúng không? Rồi có thể là gì? Khó khăn trong gì? Trong học tập và trong gì? Và cuộc sống. Đấy, đơn giản vậy thôi. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo là những cách mà duy trì quan hệ bạn bè hiệu quả của em. Đó, đó là gì các em nhỉ? Chúng ta có thể liệt kê được không? Quá là dễ dàng đúng không? Cách đầu tiên, đó là chúng ta phải thường xuyên như nào? Thường xuyên giữ cái mối liên hệ. Đấy, hay là gì thường xuyên? Thường xuyên là liên lạc. Được chưa? Với bạn bè. Có thể là gì? Bạn bè ở xa, ở gần. Đúng không? Rồi. Cách thứ hai là phải biết gì? Biết quan tâm. Rồi chia sẻ. Động viên. Động viên bạn, đúng không? Trong gì? Trong học tập cũng như trong cuộc sống. Ok, con dê nhá. Rồi, như vậy thì trong ít phút chúng mình đã hoàn thành được cái bài số 9 này. Và hẹn gặp lại các em ở trong chủ đề tiếp theo, đó là quý trọng đồng tiền, với bài số 10 là em quý trọng đồng tiền nhá.